Kính chào anh chị em. Chúa Giêsu có cái cách huấn giáo của Ngài luôn luôn là sự ví von. Từ những cái kinh nghiệm sống của chúng ta, Ngài mở ra cho cái người nghe là chúng ta đó thấy được cái điều thật và cái chân lý mà Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta bằng một cách rất gần gũi như vậy. Dân chúng, đặc biệt là các quan quyền trong dân đó, vẫn đang muốn xác định có thật ông Gioan là người mở đường cho Đấng Mêsia không. Đây là một vấn đề của họ. Và đối với chúng ta cũng là một vấn đề. Đôi khi chúng ta nghe người này người kia công bố lời Chúa và chúng ta được thúc đẩy để thực hiện theo, nhưng đôi khi chúng ta cũng cảm thấy không biết có phải là Chúa mời gọi họ nói với mình không hay là người khác. Thôi, chúng ta trở về lời Chúa của ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ ba của mùa vọng, để chúng ta lắng nghe Tin Mừng Luca chương 7 câu 20 đến câu 24 đến câu 30. Khi những người do ông Gioan sai đến đã ra về, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: anh em xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió? Hẳn là không. Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Những áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung điện. Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó. Mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói cho anh em biết, trong số phàm nhân đã được lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn. Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là đứng công chính và chịu phép rửa của ông. Còn những người Pha-ri-siêu và những người thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ và không chịu phép rửa của ông. Anh chị em là những người mắc kẹt. Anh chị em là những người yếu thế. Anh chị em là những người bị lên án và kết án. Thì dễ dàng nhận ra ai là người sẽ đưa tay cứu mình và ai có thể cứu mình. Bởi vì mình đã cố gắng nhiều cách mà không cứu được. Còn những người ở cửa trên, những người không yếu thế, những người đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, những người làm cái gì cũng được mọi người kính phục, thì họ sẽ không nhận ra được ai có thể cứu họ. Nhưng mà sẽ có người hỏi họ như vậy thì họ cần gì ai cứu? Có chắc không? Trong suốt thời gian dài vừa qua, bao nhiêu vị lên voi như thế đó, rồi đùng đến một ngày khóc sướt mướt trước tòa như một đứa trẻ để van xin, và thậm chí còn phải thốt lên: hãy đối xử với tôi như là một con người. Vấn đề nằm ở chỗ họ cũng có những lúc cần
một cánh tay đưa ra cứu. Nhưng vì thói tự cao tự đại của họ, họ đã không tìm kiếm nên họ không thấy. Còn chúng ta mà cũng tưởng như vậy thì chúng ta cũng không phải là cái người yếu thế đâu, mặc dù chúng ta đang bị đè bẹp. Chúa Giêsu lại một lần nữa cho chúng ta biết rõ, khi làm việc A thì sẽ tìm kiếm những giá trị của việc A, chứ không phải tìm kiếm những giá trị của việc B. Đi vào sa mạc tìm cái gì? Chúa Giêsu bảo, anh em đi vào sa mạc để tìm cái gì? Để tìm một cây sậy phất phơ trước gió à? Cái đó không phải là giá trị. Chẳng ai đi vào sa mạc nóng cháy để tìm cái điều vô ích. Hay là đi vào sa mạc để tìm kiếm sự ăn mặc sang trọng, gấm vóc lụa la không đúng chỗ. Quý phái sang trọng, gấm vóc lụa là trong cung điện nhà vua. Vậy thứ nhất, người ta dễ rơi vào hoàn cảnh đi đến một cái nơi không phải tìm giá trị của nơi đó, mà đi tìm những cái phụ hợ, những cái tào lao. Cái thứ hai, muốn đi tìm giá trị của B mà lại đi vào nhà A, đi lại vào sa mạc của A để tìm kiếm, vô ích. Chỉ có trường hợp thứ ba Chúa Giêsu nói thì mới đúng. Anh em vào sa mạc để tìm một ngôn sứ chăng? Đúng thế. Vì trong sa mạc Gioan rao giảng kêu gọi người ta hoán cải và đi tìm một ngôn sứ, họ có cơ may gặp ông Gioan là một người còn hơn cả các ngôn sứ. Bởi vì các ngôn sứ ngày xưa chỉ nói cho dân chuẩn bị xa để mở lòng đón nhận và đợi chờ Đấng Mêsia. Còn ông Gioan là người nói trực tiếp về Đấng Mêsia và đưa tay chỉ về Đấng Mêsia, đây là chiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian. Do đó địa vị của ông vượt trên hết tất cả các ngôn sứ lớn nhất. Ông là một ngôn sứ của Chúa Giêsu, mở đường cho Đấng Mêsia Giêsu đến với chúng ta. Mở ngoặc một chút xíu, đôi khi anh chị em tin lành hay thắc mắc người Công giáo tại sao tỏ ra kính mến Đức Mẹ và các thánh nhiều quá. Liệu có quên rằng việc thờ phượng Chúa mới là quan trọng không? Thưa không. Câu chuyện của ông Gioan Tẩy Giả cho chúng ta thấy, chính nhờ đến với ông Gioan Tẩy Giả với lòng khát khao Chúa thì mới được ông Gioan Tẩy Giả chỉ cho nhận ra Chúa Giêsu. Mà đây là khẳng định của Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu nói. Nên anh chị em đừng có căng thẳng, hãy ngợi khen tôn vinh Chúa thôi. Có thể vì một lý do nào đó khởi đầu chúng ta đã không cùng một danh nghĩa là giáo hội Công giáo hoặc là giáo hội Baptist hoặc là một giáo hội gì đó, nhưng chúng ta cùng một danh nghĩa là con Thiên Chúa, cùng một danh nghĩa là những người thờ phượng và tôn vinh Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta và cứu độ nhân loại này. Amen.